đợi anh về. Em ơi, khi chưa có tin chiến thắng, SARS-CoV-2, virus SARS-CoV-2 đang tàn phá quê hương ta. Người người đang chờ mong anh hiên ngang tiến lên chiến đấu, xóa bù lô cho đất nước mòn vui không còn SARS-CoV-2 dù bao gian khó. Nhưng em vẫn chờ anh, vẫn mong anh về, dù ngày đó có dài bao lâu vẫn mong anh về. Vì ngày đó ánh sáng vinh quang chiếu rạng ngời vào từng ánh mắt, vì không có ai bị bỏ lại ở phía sau. Hiên ngang tiến lên chiến đấu, xóa bao âu lo cho đất nước mau an vui không còn SARS-CoV-2 dù bao gian khó. Nhưng em vẫn chờ anh, vẫn mong anh về, dù ngày đó có dài bao lâu vẫn mong anh về. Vì ngày đó ánh sáng vinh quang chiếu rạng ngời vào từng ánh mắt, vì không có ai bị bỏ lại ở phía sau. Vinh quang cùng hướng, gian khó cùng chia, anh ơi em vẫn đợi anh về. Vinh quang cùng hướng, gian khó cùng chia, anh ơi.